Hello mọi người, thì bây giờ bọn mình đang ở trường điểm trường của Nguyễn Xã để mình đổi xe bán tải để di chuyển lên. Mọi người có nhớ cái dự án mà mình có nói ở trong cái buổi giải đấu góp từ thiện, thì mình có dùng tiền để giúp cho hai điểm trường có điện mặt trời. Thì bây giờ mình sẽ lên khu hai điểm trường đấy. Năm nay là mình đi từ thiện đấy. Tôi tặng cho các bạn gì nè? Quà nè. Quà gì? Quà gì? Sao vậy? Lạnh. Cũng lạnh. Cũng lạnh. Đồ gì nữa? TV. Đồ gì nữa? Cả TV luôn á. Đúng rồi. Đồ gì nữa? Có bánh kẹo nữa. Bánh kẹo. Rồi cái gì của Lô nè? Đồ chơi của Lô. Đồ chơi. Đúng rồi, Lô chia sẻ cho các bạn đấy. Nhưng mà tí là nhận học luôn nha. Tí là Lô học cùng với các bạn luôn không? Xe đẹp ok. Ôi trời. Chú này. Thầy chú lại xe này ok. Xe đẹp ok. Thầy giáo. Thầy giáo. Chú là thầy giáo. Rồi, gặp thầy luôn rồi. Tí chú dạy cho Lô nha. Thầy cho Lô luôn. Gặp thầy giáo luôn rồi. Nó học bài luôn nha. Nó học bài luôn nha. Đây, trường đây. Trường mình dưới. Bao sắp cái nào nè? Cho Lô sắp cái tivi. Cho Lô sắp cái tivi. Cái tủ lạnh, cái tủ lạnh, cái tủ lạnh. Cầm cái tivi đi. Cái tivi, chị mới cầm một tay thôi. Cái tủ lạnh đấy. Cái tủ lạnh ghê nhỉ. Cái tủ lạnh nó nhẹ lắm. Vali của Lôi đâu? Thôi vô để em xách ra. Ôi, cái vali của Lôi đâu nhỉ? Ba ba số ra. Rồi đi thôi. Đi từ từ Lôi. Ôi, té. Đấy, nó đã bảo rồi. Ngày quê kìa. Quê lắm. Quê đấy. Đây là mọi người là cho Lôi. Đấy, cho Lôi. Cho đi về nuôi một ngày mới. Về nuôi một ngày mới. Đưa lên đây rồi thì làm sao đưa về được. Đi học là hiệu trưởng của trường Thái Hồng Lô á. Chúng ta chỉ là trường quản lý. Trường Tà My có một cái đó, một cái đất có nhiều điểm giải em. Điện năng lượng mặt trời đây. Yeah. Cái này công suất rất là lớn, 6W, cho nên nó dùng được tủ lạnh, TV rồi tất cả các thứ. Mà đặc biệt là điểm này á, có học sinh ở lại như một điểm xã đó. Tức là toàn bộ xã phải tuần. Ở đây nó là cả tuần, cho nên mình cần thiết cái việc này là rất là nhiều. Các em có sinh hoạt rồi chứa thức ăn cho có điện là phải chứa thức ăn được. Còn mình bình thường mới thầy cô giáo phải đi hàng ngày ra. Còn nếu có thì mua một 2 tuần một lần. Ngày xưa anh bắt cái bóng nhỏ nhỏ thì thắp sáng rồi. Bây giờ thầy cô giáo nấu mà cái đường như thế, em thấy cái đường nó khó khăn, có những điểm đi bộ nên cần những bộ điện như này, bộ thế này để mà có thầy cô tử là thức ăn hàng tuần. Chỗ này tiên lắp đúng không? Chỗ này tiên lắp rồi đúng không? Lắp đủ. Có anh nói đi hay mấy nhà lắp cái điện rồi. Lắp ở trên kia. Mấy nhà. Cái bộ nó lớn nó cục chặt, xài được tivi tủ lạnh, trữ được thức ăn. Hồi xưa là thầy cô cứ đi ra đi vô hết. Lôi phải coi cháu kia đi nè. Đấy. Em đây. Trở nên ra. Ghé vào ai xin chụp ảnh đó mọi người. Trời ơi. Đấy. Ăn no, 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 ăn
của ba lắm. Con rửa tay lên, rửa tay. Ôi trời. Ăn hết để lên mặt rồi này. Ok đúng rồi. Thầy, trời cảm ơn nhiều. Chơi xích đu kìa. Cho mình chơi với. Đi đi. Đi. Con thì qua tay cho nàng đứng dậy đó. Nha. Đẩy xích đu cho bạn này. Đẩy xích đu cho bạn này, đẩy như này nè. Đẩy nhẹ thôi nha. Đẩy nhẹ đi. Thì phải chơi chung với bạn rồi đó. Đúng rồi. Bất cỡ à? Bất cỡ là đấy, con gái là ngại rồi. Mọi người, nhìn thấy quen thuộc không? Thì đây chính là cái điểm trường mà bọn mình đã từng đến đây một lần. Bọn mình đó là điểm trường Chợ Mới Công Vũ. Mình cũng may là mình cũng bất ngờ khi biết là đây là điểm trường đấy. Mình nhận nổi quen nhưng mà ngày hôm nay khi mình quay lại đây đã được xây dựng rất là đẹp. Còn có thêm điện mặt trời mà mình tặng cho mọi người nữa. Thì mình cảm thấy rất là bất ngờ. Hôm nay là điểm trường được xã xây dựng lên có nền cảnh khá là kiên cố. Và vừa nãy luôn vừa gặp anh Vĩ, anh Vĩ cũng chia sẻ là cái ngày mà bọn mình tới điểm trường để tặng quà cho các em và ước hình lên, thì sau đó là có khoảng 5 nhóm, 5 đơn vị liên hệ với anh Vĩ để xây lại ngôi trường này. Và đó là một cái điều mà mình rất là cảm kích. Thì đó là lý do tại sao mà bọn mình nói là mình thì chỉ là như là một cá nhân thôi, gọi là về vấn đề tài chính có thể là mình không có nhiều tiềm lực quá mạnh, nhưng mà cái mà bọn mình có đấy là cái sức ảnh hưởng. Và lý do tại sao mà mình luôn luôn cố gắng hết sức để dùng những cái gì mình có để có thể lan tỏa nhiều hơn cho mọi người. Và khi mà mình biết được rằng nhờ bài post của mình mà điểm trường Chợ Mới Công Vũ đã được cái 5 nhóm đề nghị xây trường, mình rất là nhiều quá thì cho 2 cái. Cho hết. Cười tươi nhá, cho các bạn kia. Bảo bạn đứng trước có. Mời các cô ăn. Mời các cô ăn này. Đây đây, đây các mẹ ơi. Đi từ từ, không có vội nghe, không ai dằn ai đâu nghe. Đi từ từ đi rồi. Mỗi bạn một tô, ngồi xa ra. Ở bên này. Mỗi bạn một tô ăn đi con. Ai đâu bà nói gì đâu. Chỗ nồi tám. Để nó anh chỉ. Đây nha, anh biết chỉ thế.
Có anh Vĩ anh có nói với em là thật ra em đến điểm trường này thì em không cần mang quá nhiều, em chỉ cần đăng một bài post thôi để mọi người biết điểm trường này. Thì anh Vĩ có nói là sau bài post của em là có 5 nhóm đòi xây nhờ giúp lại xây lại cái trường này, thì từ đây em mới bắt đầu suy nghĩ đến tất cả những cái dự án từ thiện của em, là những điều nhỏ xíu hay tất cả những cái thứ khác là đều từ câu nói của anh Vĩ mà ra. Mình mới nhận ra được là ngoài tài chính ra, ngoài những cái vật chất thì mình có thể giúp được cho người khác bằng những cái mình đang có, là cái sức ảnh hưởng, đó là cái gọi là cái danh tiếng của mình, từ những cái bài post của mình và từ cái bữa ăn tối với giáo viên đấy và từ cái buổi nhậu đấy, mà nhờ cái câu nói của anh Vĩ mà bọn em như là team của em đã có những cái suy nghĩ nhiều hơn đến những cái dự án từ thiện của em mình. Thì em cảm ơn anh Vĩ rất là nhiều. Cái gì? Con sống sót, bọn mình vào đây ngủ hết rồi. Và hôm nay là không tẩy trang gì luôn. Không tẩy trang gì luôn, nằm ngủ hết rồi nhá. Tự đi về thôi. Rất thơm anh. Đây. Rồi ơi. Rồi có cái giường xinh chưa này? À đây là thêm hai cái giường mà biết. Đúng rồi. Giường này giường cho mấy bạn học sinh ngủ mà. Nhìn mà đáng yêu. Nhìn mà rất đáng yêu. Sợ gì? Cô đâu có sợ đâu. Cô hiểu sợ. Ôi, hôm nay sợ trong á. Đậu loi sợ à? Khỏi bếp. Mây đi. Ai nhà ai nấu ăn thì. Ôi trời ơi, tức ghê luôn á. Tới khúc này khi nó mất tiêu. Mấy người ta rõ ràng ấy. Có cầu vồng á. Sáng có cầu vồng mà. Ai cửa rồi. Mây quá trời mây luôn. Mây mây. Ủa. Đó thì
có gì gọi là chỉ có một cái nét thêm là ghi nhận tấm lòng của các anh chị đã đi bỏ hết thời gian của mình để mà đi tới một nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất, phức tạp nhất. Thiệt nhé. Bye bye thật đấy, không đùa đâu. Con đùa sao? Bye bye thật đấy. Đưa đồ nhá. Đến nhá. Bye bye. Thôi đi, thôi đi. Có camera ở đây rồi. Không thật thì đừng có giả nhá. Bye bye rồi nhá. Biết bao nhiêu năm nữa đây mới gặp lại đây. Không có gặp lại kia nữa đâu. Rồi nó xinh đấy, vui lắm. Vui quá đấy. Thôi đùa, lại gì ấy. Quá, có kể. Xong rồi, chú Hoàng nha. Rồi đây chú Hoàng, chú Hoàng. Trời ơi, thiệt, mấy ba thiệt ấy. Mấy ba. Biển đâu. Chết rồi, sao bỏ được. Rồi, chào nha. Bye bye. Bye bye anh Tiến nha. Bye bye. Bye bye rồi. Vậy là anh em bọn mình đã kết thúc chuyến hành trình từ thiện tại Quảng Nam, Nam Trà My. Và đắc chắc đây cũng là lần cuối cùng gặp Lôi Con tại Việt Nam trong chuyến đi lần này. Không biết là khi nào mới gặp nữa, có thể là mấy năm sau thật. Và mong rằng mọi người, cảm ơn mọi người đã dành tình cảm, sự yêu thương, sự ủng hộ cho anh em bọn mình trong chuyến đi lần này. Và mong rằng sắp tới sẽ còn nhiều dự án nữa để có thể cùng nhau lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ team Việt Phi nha.